Ultra 400, bây giờ là sử dụng lốt Ultra 800. This is my Friend Viet. Đây. Em đẹp như này. Tại mình vừa mới xong một cuộn Ultra 800 nữa. Chắc là bây giờ mình sẽ thay thêm một cuộn Ultra 800 nhưng mà dùng Nikon SP. Sẽ rate phim này ở ISO 400. Cho nên là khi mà trời nắng thì setting một khoảng tốc 500, khẩu 11, 16, tốc bóng lâm một khoảng 250, khẩu 5.6, khẩu 4 thì đó. Bạn ơi quay đây phát. Ok. Bường lại mất 10 năm để sử dụng thành thạo chiếc máy này. Đã mua được bao nhiêu lâu rồi? Một năm. Một năm. Ít hơn một năm, chưa đến một năm. Nhưng mà học trên mạng chục năm rồi đúng không?